Nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, trường sĩ quan thăng thiết giáp cũng hết sức chú trọng với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, phục vụ huấn luyện chuyên sâu. Cụ thể, như với nội dung huấn luyện vũ khí và bắn trên xe tăng tại trường và các đơn vị tăng thiết giáp, đây là một nội dung khó và hết sức quan trọng nhằm huấn luyện cho bộ đội về cấu tạo, nguyên lý làm việc và khai thác sử dụng hệ thống vũ khí trên xe tăng. Tuy nhiên, với đặc điểm buồng chiến đấu được đặt trong không gian chật hẹp, ánh sáng hạn chế, nhiều cụm máy rất khó hoặc không quan sát được, các giảng viên trong nhóm đề tài đã cùng nghiên cứu và cho ra đời mô hình pháo và thiết bị điều khiển phục vụ huấn luyện vũ khí và bắn trên xe tăng T-55. Mô hình có đầy đủ các trang bị của pháo, súng, hệ thống điều khiển vũ khí, ngắm bắn hoạt động tốt, phạm vi quan sát rộng, đã đảm bảo đủ điều kiện để huấn luyện nội dung về cấu tạo hệ thống vũ khí trên xe, các thao tác cơ bản trong kiểm tra, điều chỉnh. Đồng thời khi huấn luyện trên mô hình cũng giúp làm giảm tần suất sử dụng trang bị thật, góp phần kéo dài thời gian sử dụng cho vũ khí trang bị hiện có. Giải pháp kỹ thuật cũng như là nhu cầu huấn luyện của từng bài tập một thì được phối hợp với khoa vũ khí bắn của nhà trường. Thì khoa cũng đã đưa ra rất nhiều những cái ý tưởng rất là hay để giải quyết về vấn đề kỹ thuật và cần phải trang bị cái gì để bảo đảm cho là phù hợp với cái yêu cầu nội dung huấn luyện của môn vũ khí bắn. Với khoa chiến thuật thì các đồng chí cũng tham gia đóng góp ý kiến rất là nhiều về mặt là giải pháp kỹ thuật này thì mang lại cái sử dụng cái tính năng đó về phù hợp với cái hoạt động về chiến thuật, cái hành động chiến thuật ra sao, phối hợp hiệp đồng giữa các thành viên trong kíp xe như thế nào trong quá trình chiến đấu.